Xin chào mọi người, mấy hôm trước thì có bạn đã thách thức Tini là hãy làm một cái gì đó mà vừa có liên quan đến mỹ phẩm lại vừa liên quan đến mùa trung thu năm nay. Cho nên Tini đã nghĩ ra một cách là làm bánh trung thu bằng son. Để thực hiện thử thách này thì Tini sẽ chọn ra những thỏi son hết hạn hoặc là gần hết hạn, những cái thỏi son mà mình không dùng được nữa đó các bạn. Chọn được những thỏi son ý rồi thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn dụng cụ. Cái này là cái khuôn để làm bánh in với lại làm bánh trung thu á các bạn. Thì mình sẽ chọn cái khuôn này, nó có chữ trung thu luôn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy ruột của son để vào trong đây và mình nấu nó lên cho nó tan chảy, sau đó rồi mình đổ vô khuôn nha. Bắt đầu thôi nào. Khi đã làm lạnh rồi thì bây giờ mình sẽ gõ nó xem coi cái khuôn nó rớt ra không nha. Hay quá, Tini nghĩ là nó sẽ bị dính vô khuôn luôn á các bạn. Hên là lúc mà mình đổ cái son vô thì mình có thoa một lớp dầu cho nên là nó lấy ra rất là dễ. Thì mình đã hoàn thành thử thách. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc cho các bạn có một mùa trung thu vui vẻ bên gia đình và người thân. Và nhớ đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube để ủng hộ Tini nha. Bye bye.